Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Mậu Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Khoang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành nghi mệnh đại dịch thổ ngày mậu thân tức can sinh chi nghĩa là thổ sinh chua kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm đại dịch thổ kỵ tuổi nhâm dần giáp dần ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tý và thìn thành thủy cục sông với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tỵ và tuyệt mão vài tuổi xung khác trong ngày tuổi canh dần giáp dần tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ về các sao tốt sáu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức tốt mọi việc sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc, sao mậu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa tốt mọi việc, sao hoàng ân tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao cửu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao cô thần, sáu đối với cưới hỏi, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng phải hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tin mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, cho nên chuyện tình cảm của bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này đang có được những dấu hiệu thăng tiến tốt đẹp. Vợ chồng lúc nào cũng có được sự yêu thương thám thít với bà tuổi tí và người ấy cũng có những lúc bất đồng quan điểm, tranh cãi, nhưng trên hết các bạn biết đâu là điểm dừng, không để cho những mâu thuẫn biến thành những rạn nứt trong chuyện tình cảm, đẩy hai người ra xa nhau. Và với bà tuổi tí, bạn cũng nên ghi nhớ một điều rằng tình yêu và hạnh phúc như là hình với bóng. Nếu như bạn biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ được bền lâu. Ngược lại, nếu như bạn không biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ rời xa bạn ai cũng có hạnh phúc thuộc về mình. Và với bạn tuổi tí, bạn hãy trân trọng những gì mà mình đang có. Và trong cái vận trình ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi tí, cho chúng ta thấy là bạn đang có được chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho công việc và tài lộc của bạn tuổi tí luôn gặp được suôn sẻ mọi mặt. Bạn mệnh tuổi tí làm việc chăm chỉ, hiệu quả công việc lên mức cao nhất. Do đó, bạn có khả năng sẽ nhận được một phần thưởng kha khá trong ngày hôm nay với mình vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim quý nhân phù trợ tài lộc được dồi dào tử vi tuổi bính tý thuộc thủy bình tĩnh lựa chọn đừng có vội vàng dễ mắc sai lầm tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa thu nhập được vững vàng ổn thỏa gia đạo được êm ấm hạnh phúc tử vi tuổi canh tý thuộc thổ không lo lắng về tiền bạc thoải mái trong việc chi tiêu tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nên trân trọng những gì mình đang có, đừng có ảo vọng về những thứ không thể thành sự thật. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ, Từ V tuổi Sửu thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ, cho nên về phương diện tài lộc của bạn tuổi Sửu đang có được nhiều bước tăng tín. Bạn mệnh tuổi Sửu biết kiểm soát trong việc chi tiêu của bản thân mình và đưa ra những kế hoạch quản lý về tình chính khoa học cho mình nữa. Tuy nhiên, với bước đầu của bạn tuổi Sửu, việc thực hiện những kế hoạch ấy còn gặp đôi chút khó khăn, nhưng càng về sau, với bạn tuổi Sửu càng cảm thấy quen thuộc với nó và thấy rõ ràng hiệu quả khi không phải lúc nào cũng lo lắng về tiền bạc trong việc chi tiêu nữa. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim, cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn tuổi Sửu lại đang có những dấu hiệu rạn nứt tranh cãi bùng nổ từ những vấn đề tưởng chừng như là quá độ nhỏ nhặt đôi bên chẳng ai chịu nhường nhịn ai vấn đề cứ thế nại sinh những lời nói lúc nóng giận khiến cho mọi chuyện càng ngày càng đi xa và càng trở nên khó xử lý hơn với bà tuổi xỉu, những lúc không khống chế được cảm xúc của mình bạn đã nói ra những lời khiến cho người khác tổn thương tình cảm theo đó mà dần bị phai nhạt và bạn tuổi sửu bạn cần phải kiểm soát được cảm xúc của mình chứ đừng có để cho cảm xúc lấn át mình như vậy Về từ vi tuổi Ất sửu thuộc kim thận trọng và cân nhắc trong việc chi tiêu hợp lý kẹo lại mất tiền oan từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy đừng quá tin tưởng người khác nếu không muốn mình bị lừa gạt hoặc là bị đâm sau lưng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa tình duyên không thuận lợi đôi lứa dễ nảy sinh mâu thuẫn vì những vấn đề nhỏ nhặt tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ lời nói lúc nóng giận rất dễ làm tổn thương người khác nên biết tự điều chỉnh mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tài lộc của bạn được tăng tín do bạn đang có được kế hoạch quản lý về tài chính khoa học Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung, dần thân tịnh hợi. Cho nên, bạn tuổi dần đang có điểm báo cái chuyện tình cảm vợ chồng của bạn chẳng được như thuộc ban đầu mà cứ nhạt phai dần theo thời gian. Và với bạn tuổi dần, bạn muốn cứu vãn nhưng sự cố gắng của bạn chỉ là từ một phía khó có thể thành công được. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến cho bạn mạnh tuổi dần và người ấy dần thiếu đi sự quan tâm đến nhau, nhưng lại thấy lo sợ mỗi khi nghĩ tới việc có thể đánh mất đi đối phương. Chính vì nỗi lo sợ này mà lại sinh ra sự nghi ngờ, không còn tin tưởng vào tình yêu bền vững nữa. Với bạn tuổi dần, tình yêu lớn lên trong sự nghi ngờ có lẽ sẽ chết trước sự thật được biết rõ thay vì nghi ngờ. Hai bên nên dành thời gian quan tâm và chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần, bà lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này tôi thấy vận trình tài lộc của bà tuổi dần trong ngày hôm nay cũng đang có dấu hiệu xuống dốc trầm trọng. Những mâu thuẫn về phi phái, tranh giành đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau khiến cho bạn mệnh tuổi dần mất tiền oan vào những việc vô nghĩa, bạn nên tránh xa những vụ tranh chấp và ẩu đả trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, xui xẻo nối tiếp nhau, dễ mất tiền oan, tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, tình cảm vợ chồng phai nhạt nên dành thời gian đua nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, tiểu nhân quấy phá, cẩn trọng kéo lại mắc bẫy. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, đừng để mình lơ đánh mà ảnh hưởng tới công việc. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, nghi ngờ, không tin tưởng nhau là liều thuốc độc, giết chết tình yêu. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão trong ngày này đang có điểm báo bạn dễ gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp do có sự xuất hiện của kiếp tài trong ngày hôm nay gây ra đối với bạn. Và ngày này đối với bạn tuổi mão tài lộc theo đuốc cũng không có nhiều tín trĩn. Ngoài ra, bạn mệnh đi đâu cũng cần phải cẩn trọng, để ý tới túi tiền của mình, tới những vật dụng có giá trị, kẹo sơ suất lại đánh mất hoặc là có kẻ trọ mất tiền của của bạn. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có ngộ hành, mộc kim sung khắc. Cho nên, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mão cũng đang có nhiều dấu hiệu bất cập, mâu thuẫn nảy sinh liên minh, tất nhiên chẳng có cặp đôi nào không tranh cãi, nhưng với hai bạn, chuyện này lại xảy ra khá chi là thường xuyên. Những mâu thuẫn ấy có thể biến thành chiến tranh lạnh khi mà chẳng ai buồn nói chuyện với nhau câu nào, người ta nếm được hạnh phúc của trái tình trong những sự đau khổ của chính nó gây nên hơn là những sự sung sướng do chính nó mang đến. Mặc dù buồn bã nhưng cả hai bạn chưa từng muốn buông tay. Có lẽ tình yêu quá lớn giúp cho các bạn vẫn giữ được nhau. Nhưng đừng để cho tình trạng này kéo dài quá lâu mà với bạn tuổi mão cần phải học cách để thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tranh cãi liên minh đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa nhau. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa chớ nên đi đường vòng mà hãy thẳng thắn mạnh dạn tiến tới mục tiêu ở phía trước bằng chính sức lực của mình. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, hãy lắng nghe lời khuyên của người đi trước để áp dụng và cải thiện cuộc sống hiện tại của mình. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc, tình cảm mâu thuẫn, dễ nảy sinh chiến tranh lạnh. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim, cẩn thận túi tiền, kéo lại bị kẻ xó móc túi, mất tiền, mất của và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ, cho nên với bà tuổi thìn đang có được một ngày với nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Bạn tuổi thìn, bạn may mắn gặp được người hợp với mình, không chỉ về bề ngoài và gia cảnh mà còn quan trọng hơn nữa là có sự được sự hòa hợp về tâm hồn, sự thăng hoa trong tình cảm. Hạnh phúc không thể đến từ hư không mà chỉ có thể đến từ phía bên trong chúng ta. Yêu là chia sẻ và với bà tử thìn, bạn hãy dùng tình yêu tràn ngập trong tin mình để trao đi, để cho người ấy biết rằng họ có ý nghĩa đến như thế nào đối với bạn bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tử thìn bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chứa mệnh cái điều này cho thấy vận trình tài lộc của bạn tử thìn đang có được nhiều điểm sáng giúp cho bạn mệnh có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân tài năng của bạn là điều không thể chối bỏ được nhờ tài năng của mình mà với bạn tử thìn có được cuộc sống thoải mái và sung túc bởi bạn biết tự tạo ra cho mình cơ hội để có thể kiếm được tiền bạc trang trải cuộc sống và hôm nay với bạn tuổi thìn sẽ có được cơ hội phát tài đến với bạn mệnh. Bạn hãy nắm giữ nó thật chắc chắn bạn tuổi thìn nhé. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình cảm được thăng hoa, đôi lứa yêu thương nhau thám thít. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, chia sẻ, cho đi để nhận lại nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng ích kỷ. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, tình cảm giạt rào, tạo động lực để đôi lứa cùng cố gắng. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, tài lộc được dồi dào, biết tự tạo ra cho mình cơ hội để kiếm được nhiều tiền. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, trân trọng hiện tại và những gì đang có, đừng để cho mình phải hối hận khi mọi thứ không còn nữa. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tứ hình xung, dần than tị hợi, cho nên bà tuổi Tỵ đang có điểm báo bạn trải qua một ngày không được mấy vui vẻ với mình trong chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm của bạn chẳng được như ý muốn, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ cũng đủ để bùng nổ cuộc chiến giữa hai người. Tình yêu khi hợp khi tan là quy luật tất yếu của cuộc sống này. Mọi sự thay đổi chóng mặt, ngay khi bạn đang cảm thấy hạnh phúc ngập tràn thì bỗng lại có sự cố xảy ra khiến cho chuyện tình cảm của bạn chẳng đủ vững vàng trước sóng gió của cuộc đời. Tuy tình cảm không được như ý muốn, nhưng trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp được thực thần chưa chở, cho nên bạn tuổi tỵ bạn lại đang có được báo hiệu khá chi là may mắn về chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn mệnh có thể có thêm được những nguồn thu nhập bất ngờ và rụng rịnh tiền bạc ở trong tay. Bạn là người rất hay được đồ bồ tát độ mệnh, có số giàu sang phú quý, có người giúp đỡ cho bạn nữa và tiền cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả người giàu chưa chắc đã sướng nhưng người nghèo thì chắc là khổ rồi có tiền bạn có thể làm được nhiều thứ mình muốn giúp cho bản thân gia đình và những người mình yêu thương có được cuộc sống thoải mái hơn song tiền bạc cũng có nhiều mặt tối và bạn đừng có để cho đồng tiền mua chuộc tình cảm của chính mình và từ vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa gia đạo kiếm an in không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ muốn vượt qua sóng gió cuộc đời vợ chồng phải tin tưởng và giúp đỡ nhau nhiều hơn từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tranh chấp tình cảm để khoảng cách giữa hai người ra xa nhau từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim công việc ổn thỏa được cấp trên trọng dụng và có được cơ hội thăng tín về tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy có những bức tín rõ ràng trong công việc của bạn, nếu như bạn biết phát huy sẽ gặt hái được thành công với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp ngày có thương quan giáng họa cho nên bạn tuổi ngọ vì thế mà khó đạt được thành công trong công việc của mình trong ngày hôm nay ngày này vận trình tài lộc của bạn cũng theo đó mà giảm sút trầm trọng với bạn tự ngọ trong ngày này, mọi chuyện rắc rối cứ kéo đến bất ngờ, khiến cho bạn chẳng kịp trở tay. Những điều bạn dự liệu đều không xảy ra đúng như kế hoạch, khiến cho bạn bị bối rối và khó có thể ứng phó được kịp thời. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này đối với bà tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cái điều này cho thấy về vận trình tình cảm của bạn tuổi ngọ cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng, cãi vã, tranh cãi với người mình yêu. Bạn thẳng thắn nhưng tình cảm thì lại nhạt phai. Và với bạn tuổi ngọ, bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt Thái độ sống là thứ quyết định rất chi là nhiều điều. Bạn và người ấy chắc chắn khó tránh khỏi sự cãi vã. Nhưng làm thế nào để hóa giải những mâu thuẫn mới là điều cần phải quan tâm. Tìm được người yêu mình đã khó. Nhưng để bảo vệ và giữ gìn cho tình yêu đó được mãi tươi màu lại càng khó thêm. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, công việc của bạn có thể gặp nhiều rắc rối, khó hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình duyên trục trặc đôi bên cần phải thẳng thắn nói chuyện và tìm cách tháo gỡ mọi vấn đề tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ kế hoạch của bạn phát sinh bối rối và khó có thể ứng phó kịp thời tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên kiên trì với mục tiêu đã chọn và cố gắng hết mình may mắn sẽ mỉm cười với bạn về tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc thái độ sống là thứ quyết định rất nhiều điều và bạn đừng có tùy tiện từ bỏ. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần, Từ v tuổi Mùi, thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Mùi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, cho nên về phương diện tiền bạc của bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Bạn mệnh tuổi Mùi là người chăm chỉ làm việc, cho nên những gì mà bạn nhận được cũng hoàn toàn là xứng đáng với bạn và bạn có thể tự hào vì mình đã dùng năng lực của bản thân để có được những gì mình mong muốn. Bên cạnh đó, trong cái vận tình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ sinh xuất chua kim. Cái điều này cho thấy cũng phần nào ảnh hưởng tới vận trình tình cảm của bạn. Bạn mệnh tuổi mùi luôn cảm thấy cứ mãi cô đơn giữa dòng đời, dù không phải không có ai theo đuổi, cũng không phải vì bạn chẳng nhìn trúng ai, nhưng cuộc sống như người treo ngươi thiêu tình thì tình chạy chạy tình thì tình theo cố gắng làm ai đó yêu bạn cũng khó như có lựa chọn người để yêu định mệnh sẽ đến vào lúc bạn không thể ngờ tới nhất và bạn đừng có cố ép buộc người khác cũng như là đừng có ép buộc bản thân mình những điều không thể với tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Chúng ta chỉ có thể đi theo tiếng gọi của trái tim và để cho mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên nhất mà thôi. Đừng có gượng ép, sẽ không có hạnh phúc. Đặc biệt là để tạo ấn tượng tốt đẹp từ buổi ban đầu gặp gỡ thì với bạn tuổi mùi nữ thì tránh làm điều này. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, tiền bạc được dồi dào, không cần phải lo lắng nhiều. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy phát huy được sở trường của bản thân sẽ thu được những thành tựu rực rỡ về tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tình duyên xung khắc đôi lứa dễ lạc mất nhau giữa dòng xoáy cuộc đời tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ quan hệ bất ổn nên tự nhìn nhận lại bản thân và điều chỉnh sao cho hợp lý tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng cố gượng ép bản thân hay là người khác hãy cự đế vạn sự tùy duyên về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ Vi Tuổi Thân thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày cuối năm này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này cho thấy bạn tuổi thân đang có điểm báo, có kẻ tiểu nhân gây ra trong công việc của bạn không ít rắc rối. Và bạn tuổi thân, bạn không đủ tinh tế để nhận ra những cạm bẫy mà kẻ xấu đã giải công sắp đặt cho bạn. Người tài giỏi thì hay bị kẻ khác ganh ghét, đố kỵ. Vì vậy, bạn mệnh tuổi thân cần phải cẩn trọng trong những việc mà mình làm. Đừng để cho kẻ xấu lợi dụng cơ hội để vu oan giá họa, à, gấp lửa bộ tay người. Và với bạn tuổi thân, bạn thường có thói quen chi tiêu vô tội vạ, có nhiều tiêu nhiều và bất biến hậu quả sẽ ra làm sao vì thế trong ngày hôm nay với bạn mệnh tuổi thân nên cân nhắc trong việc chi tiêu cho hợp lý tránh để tiền bạc thất thoát vì những khoản không rõ lý do ngày hôm nay với bạn tuổi thân bạn cũng đang gặp ngày có kim khí cực vượng cái điều này sẽ ảnh hưởng tới vấn đề về hô hấp và có thể gây ra những sự cố bất thường đối với sức khỏe của bạn với bạn tuổi thân bạn cần phải cực kỳ chú ý tới vấn đề sức khỏe của mình mặc dù là lúc nào đi chăng nữa về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy dễ bị gặp họa tiểu nhân bị ganh ghét và ám hại vì vậy bạn nên cẩn trọng tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tìm cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân mình không nên quá dập khuôn máy móc tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ sức khỏe của bạn bị suy giảm nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân tử vi tuổi canh thân thuộc mộc cẩn trọng trong những việc mình làm đừng để cho kẻ xấu lợi dụng cơ hội để vu oan giá họa cho bạn. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cân nhắc chi tiêu hợp lý tránh để tiền bạc thất thoát vì những khoản không rõ lý do. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày Dậu thân tư hội, cái điều này cho thấy gia đạo của bạn đang rất chi là êm ấm, hạnh phúc có được vận trình tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay đang trên đà được tăng tín không ngừng. Có lẽ hôm nay chính là ngày mà tình yêu sẽ mỉm cười với bạn tuổi dậu và trao cho bạn có được những cơ hội để được hạnh phúc, được yêu thương và chia sẻ cuộc đời của mình với một người khác nữa. Hạnh phúc là một thứ gì đó thật là mơ hồ khiến cho chúng ta buộc phải mơ ước chẳng có ai là mong muốn mình trở thành đơn độc trên thế giới này. Vì thế, bạn hãy trân trọng những gì mình đang có trong thời điểm hiện tại. Và xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này vận tình của bạn cũng đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn. Cho nên, bạn nhanh chóng lập được nhiều kỳ tích trên con đường sắp tới. Bạn mệnh toạn đúng đường đi cho mình nên đã được đã được nhiều đường đi lòng vòng quanh co. Với bà tuổi giàu, bạn có được sự tự tin vào bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, dám đưa ra những ý tưởng nếu có bất cứ vấn đề gì. Điều này khiến cho cấp trên ấn tượng thực sự về bản mệnh và có cái nhìn khác về bạn. Vì những thành tích xuất sắc của bản thân, bạn rất có thể sẽ nhận được một phần thưởng bất ngờ hoặc là những lời động viên về tinh thần khiến cho bạn lúc nào cũng vui vẻ ngập tràn trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, công việc của bạn luôn gặp thuận lợi, thu về nhiều lợi nhuận. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tình duyên như ý, đôi lứa lúc nào cũng mặn nồng. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, tìm cách hàn gắn những mâu thuẫn để gia đạo luôn êm ấm, hạnh phúc. Tử vi tuổi Tân giàu, thuộc Mộc, lập được nhiều kỳ tích trên côn đường công danh sự nghiệp được mọi người nể phục. Tử vi tuổi Quý giàu, thuộc Kim, dám nghĩ, dám làm, thành công chỉ là chuyện sớm muộn với bạn mà thôi. Và đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ về tuổi Tuất thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất Tôi chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang có được báo hiệu đón chào những cơ hội phát triển sự nghiệp với mình vô cùng là đáng mơ ước ngày này với bạn tuổi tuất bạn đang gặp được ngày thân tuất tương hội mang tới vận quý nhân tương trợ bạn mệnh có được không gian để thể hiện năng lực của bản thân mình và theo đuổi những đam mê về nghề nghiệp tạo cho mình tương lai tươi sáng rạng ngời bên cạnh đó trong vận trình ngày này đối với bạn tuổi tuất cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cho nên, dù là người làm công ăn lương hay là đối với những bạn kinh doanh buôn bán, cũng sẽ có được một khoản lời lãi rất chi là đáng kể về tay. Về bạn tuổi tuất, bạn khéo tìm được cơ hội may mắn do chính bản thân của mình tạo ra nữa. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi tuất cũng nên hiểu một điều rằng, tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến cho con người ta hạnh phúc trong bản chất của nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc lòng tham thường là vô đáy một người càng có nhiều tiền bao nhiêu thì càng muốn nó nhiều bấy nhiêu đừng để cho cuộc đời của mình bị tiền bạc ảnh hưởng quá nhiều mà không thể tận hưởng niềm vui của cuộc sống này được vài tử vi tuổi giáp tuốt thuộc họ quý nhân tương trợ bín nguy thành an dễ vượt qua được mọi khó khăn rắc rối từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ nắm bắt được cơ hội thu được nhiều lợi nhuận về cho mình tử vi tuổi mậu tốt thuộc mộc tình duyên thám sắc vợ chồng vì nhau mà cố gắng lo cho tương lai tử vi tuổi canh tốt thuộc kim đào hoa nở rộ đối với những bạn còn độc thân thì dễ kiếm được đối tượng phù hợp với mình về tử vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy quý nhân dẫn đường chỉ lối may mắn ngập tràn với bạn về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem từ vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày thân hợi tư hại. Cái điều này làm cho bạn tuổi hợi đang có điểm báo gặp nhiều chuyện thị phi về mặt tình cảm trong ngày hôm nay và đã khiến cho bạn tuổi hợi lâm vào cảnh điêu đứng Người ngoài thì cứ bàn tán không ngớt về chuyện tình cảm của hai bạn khiến cho bạn mạnh tuổi hợi cảm thấy buồn phiền và chán nản. Yêu thương dễ khiến cho con người ta mù quáng. Khi yêu ai sai đắm, chúng ta thường vô tình bộ lỡ những dịp. Cần suy nghĩ, cân nhắc, có lẽ hai bạn nên thông cảm cho đối phương một chút để đôi bên có được cảm giác an toàn và giữ cho tình yêu vững vàng trước sóng gió của cuộc đời. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên án chiếu mệnh báo hiệu cho bạn tuổi Hợi với sự nỗ lực của bạn trong suốt thời gian vừa qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Và bạn tuổi Hợi, bạn nằm trong top những con giáp chăm chỉ, bản mệnh chẳng bao giờ để lãng phí một phút, một giây nào cả trong cuộc đời mình để chăm chỉ kiếm tiền, xây dựng hạnh phúc gia đình. Và với bà tuổi hợi, bằng chính tài trí của mình, bà tuổi hợi đã thuận lợi vượt qua được mọi gian nan thử thách trước mắt, thu được lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng, đem đến cho bạn một ngày rụng rĩnh về tiền bạc. Về từ vi tuổi ất hợi, thuộc họ, tình cảm gặp nhiều trở ngại do những lời bàn tán, dị nghị của những người xung quanh. Từ vi tuổi đinh hợi, thuộc thổ, Nỗ lực được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng giá trị với bạn Từ vi tuổi kỷ hợi, thuộc mộc, hãy để mọi chuyện tự nhiên, đừng cố cố ép làm gì Từ vi tuổi tân hợi, thuộc kim, tiền bạc ùn ùn kéo về, do, thuận lợi vượt qua được thử thách, gian nan Từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, nên thông cảm cho đối phương một chút, tạo động lực cho nhau Để giữ cho tình yêu vững vàng, trước sóng gió của cuộc đời về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.